giờ mình chấp chính là bài này cộng lại chơi liên với mình, không bao giờ nó thắng mình được. Đây nè, đó. Bây giờ bài mình là ba ngách. Rồi mình làm mẫu cho bạn xem cái, mình lấy ba lá bài xuống nè, đó, nghe. Đó, rồi xong mình bú xuống cái cài cạch lên chuyển lên nó bài, hay là mình bỏ xuống mình kinh cái, nó bài trở lên một đầu là cái bình thường. Đó, đây là 1 2 3 4 nha. Đó. Rồi mình trẻ nè, mình bỏ ba lá bài này vô chính giữa luôn các bạn nha. Đây là ba ngách nha, mình làm cho bạn xem nha. Đây là một ngách chính giữa nè nha. Hai ngách chính giữa nè, rồi ba ngách chính giữa nè. Bạn thấy ba lá nó vô chính giữa này đều nhau không? Đó, mình làm mẫu cho bạn xem cái nha. Rồi. Rồi. Đó. Rồi mình trẻ cho lộn xộn luôn nha. Thì đó. Người vậy người ta nó đâu biết mình lá bài nằm ở trong cái bài này đó, đâu có bài này. Mình sẽ xào lộn xộn tùm lum la, thấy không? Đó, bỏ xuống mình kéo ở đây bằng 3 nè, rồi trở lại bình thường. Rồi mình chia cho bạn xem nha. 1 nè, 2 3 4. Đây là bộ bài bình thường thật sự các bạn nha. Đó, bây giờ mình chấp chính là bài này cộng lại chơi liên với mình, không bao giờ nó thắng mình được. Đây nè, đó. Bây giờ bài mình là ba ngách nè, nha.